chiến thắng. Thất bại. Ngày chia tay. Tất cả đã ở lại phía sau. Đến ngày mai mở ra hành trình mới. Khát khao hơn. Mạnh mẽ hơn. Bùng nổ hơn. Đây là La Liga. Chúng tôi sẽ trở lại vào tháng 9 này, trực tiếp trên eSports mùa giải 2020-2021.